Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin hỏi tiếp câu số 10 của Lê Tuấn Lâm ở Hà Nội như sau. Các kim thân Phật siêu nhỏ nơi Phật giới có điểm gì khác nhau không? Nếu không, tại sao trước khi vào trái đất, có kim thân Phật siêu nhỏ muốn chọn cho mình một tánh Phật nam, có kim thân Phật khác lại muốn chọn cho mình một tánh Phật nữ? Tôi là Thiền gia Anh Tuấn, là thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tôi xin trả lời câu hỏi số 10 của anh Lê Tuấn Lâm, cư ngụ tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Các kim thân Phật siêu nhỏ khi ở Phật giới thì không có giới tính nam nữ. Còn các kim thân Phật siêu nhỏ ở Phật giới nào muốn vào trái đất âm dương, vào gia đình sinh làm con của cha mẹ thì phải chọn giới tính nam và nữ. Để khi vào trái đất rồi vào gia đình sinh làm con của cha mẹ, đến khi mẹ sinh ra lớn lên làm vợ chồng với nhau thì mới được phép vào trái đất để tìm hạt công đức. Xin mời anh hỏi tiếp.